Ngày xưa, ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một người đàn ông tên là Joseph, rất thật thà, tốt bụng. Tôi đi xe bột đi, hôm nay hơi nhiều gạo, nên chắc phải tối mới về được. Có gì mình cứ ăn cơm trước nhé. Đi sớm về sớm đấy, đừng có mà la cà đi đâu, không thì biết tay tôi. Khổ, xong việc tôi về luôn, chứ la cà đâu. Mà đi ra tận bờ suối Cà Si Cơ mà, có phải gần đâu. Thì tôi cứ dặn trước thế, chẳng thừa đâu. Cái làng chết tiệt này, không biết bao giờ mới có cối xây bột để khỏi phải đi xa nữa. Tôi còn mong hơn mình ấy chứ. Thôi tôi đi đi, tranh thủ, kẻo lại muộn. Ừ, thế đi đi, nhanh còn về, nhà bao việc. Chào hai bác ạ. Cậu Joseph lại đi xây bột đấy à? Chịu khó quá nhỉ. Vâng, cháu đi trước đây ạ. Cô lâu ra này sướng thật đấy, đành đá thế mà lấy được anh chàng vừa hiền lành thật thà lại chăm chỉ chứ. Thế nó mới bù trừ cho giao chứ. Chẳng vậy mà nhà cô chú ấy sống rất hòa thuận, chẳng bao giờ thấy cãi giao gì cả. Ừ, công nhận nhà ấy tuy chẳng khá giả gì, nhưng được cái vợ chồng yêu thương nhau, thế là phúc rồi. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Con đường vẫn hay đi lại bị lục, là mình phải vòng đường khác xa hơn bao nhiêu. Chắc do trận mưa tối qua quanh hành đây mà. Này anh kia, ông gọi tôi sao? Ông là ai? Tôi là đạo sĩ tình cờ đi ngang qua vùng này. Tôi cần nhờ anh giúp một việc, không biết anh có sẵn lòng không? Ồ, có việc gì ông cứ nói, nếu làm được tôi sẵn sàng. Việc này không hề khó khăn một chút nào. Anh nhìn đi, ở kia chúng tôi có 8 người nữa. Ồ, tất cả họ đều là đạo sĩ giống như ông sao? Đúng thế, chúng tôi đang muốn cầu nguyện, nhưng lại thiếu mất một người mới đủ 10. Không biết anh có thể thế chỗ người vắng mặt ấy được không? Nhưng tôi đâu biết cầu nguyện, tôi chỉ là một nông dân vụng về, thô lỗ thôi. Anh yên tâm, anh không phải làm gì khó đâu. Chỉ cần anh ngồi cùng với chúng tôi, thành tâm nhắm mắt và đọc Kira Mira 3 lần là được. Kira Mira, Kira Mira, tôi nhớ rồi, chỉ đơn giản thế thôi à. Nhưng anh phải ngồi yên trong một canh giờ đó, anh có đồng ý giúp chúng tôi không? Một canh giờ ư? Như vậy thì tôi sẽ về nhà muộn mất. Bà vợ tôi thế nào cũng sẽ tức giận lắm. Thế nếu không cầu nguyện thì mọi người sẽ thế nào ạ? Đó là nghi lễ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không cầu nguyện trước khi mặt trời lặn thì chúng tôi sẽ không được rời khỏi nơi này, và phải chờ đến lần cầu nguyện ngày mai. Giờ này cũng sắp tối rồi, quanh đây lại vắng vẻ chẳng có ai, để các vị ngồi chờ đến ngày mai quả thực là không đáng. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông. Tôi về muộn một chút cũng không sao, còn hơn là để các vị đêm hôm phải ở lại chỗ này. Cảm ơn anh đúng là một người tốt bụng. Vậy mời anh theo tôi. Kira Mira. Xong rồi, anh có thể về được rồi. Thế là mọi người được rời khỏi đây rồi đúng không? Vậy tôi đi nhé. Đây là món quà chúng tôi muốn dành tặng anh. Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ. Tặng tôi ư? Đây là thứ gì vậy? Đây là 3 hòn sỏi thần kỳ. Anh hãy nhét nó vào bao bột của mình, nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu anh giữ được bí mật thì bao bột của anh cứ hết lại đầy, còn không thì cả gia đình anh sẽ phải chết. Thần kỳ như vậy sao? Tôi hứa sẽ giữ kín bí mật này. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tất cả bọn họ đều đã biến mất rồi. Mình đã gặp được thần tiên sao? Thật là kỳ lạ. Không biết lời họ nói có thật không nhỉ? Nếu là thật thì từ giờ mình chẳng cần phải đi xa xôi,
vất vả thế này để xây bột nữa rồi. Phải nhanh chóng về nhà mới được. Hôm qua mình đã bỏ 3 hòn sỏi vào trong bao bột này, rồi đổ hết bột ra ngoài. Nếu lời họ nói là thật thì... Ôi trời ơi, bao bột đúng là để ấp thật rồi. Mình ơi, sáng ngày ra mình đã rút vào bếp làm gì đấy? Không đi ra đồng mà cày cấy đi à? À, không có gì, tôi vào xem bột hôm qua xây về thế nào ấy mà. Vẫn gạo cũ, lúa cũ thì bột cũng vẫn thế thôi. Có gì mà phải xem? Thôi nhanh nhanh ra đồng đi, nhà bao việc. Tự nhiên vào làm giật cả mình. Vì đạo sĩ đó nói mình phải nhất định giữ bí mật, nếu không thì cả nhà sẽ phải chết. Không thể để vợ mình biết chuyện này được. Bánh bông lan nhà mình hôm nay đắt hàng quá, vèo cái đã bán hết cả 100 cái. Phải lấy bột vào thêm mới được. Thế này thì chẳng mấy chốc mà hết bao gạo. Joseph lại phải vất vả đi xay rồi. Ơ kìa, rõ ràng sáng nay mình đã lấy rất nhiều bột đi nhào. Sao giờ bao bột lại đầy ắp thế này? Không lẽ lão Joseph mới đổ thêm vào hay sao? Lão này chắc xay nhiều rồi cất ở đâu, xong bỏ ra dùng dần đây mà. Thôi kệ, cứ lấy bột đã. Còn nhiều thì đỡ phải đi xay. Mình, bột lại sắp hết rồi đấy. Mai kia mình tranh thủ đi xây tiếp đi nhé. Cần gì phải đi chứ. Thôi chết, suýt thì nó lộ ra. Sao lại không cần phải đi? Không đi thì tôi lấy bột đâu ra mà làm bánh? Dạo này bánh nhà mình đắt khách lắm đấy. À, ý tôi là không cần đi gấp. Bao giờ hết thằng hay đi. Mà từ ngày mai để tôi nhào bột cho. Mình không cần phải động tay vào bao làm gì. Ghê nhỉ, nay lại tranh vào bột với vợ cơ đấy. Ừ thì cũng phải giúp vợ chứ. Mình đắt hàng, vất vả hơn, tôi cũng phải đỡ đần chứ. Biết thế thì tốt. Nhớ ngày mai nhào bột luôn nhé. Tôi nhớ rồi. Chà, hôm nay còn bán được nhiều bánh hơn hôm qua nữa. Như này, mình phải làm tăng gấp 2 lần mới được. Nhiều người không mua được tiếc quá. Phải nhào bột trước thì mới kịp, chứ chờ lão kia thì muộn mất. Ơ, bao bột mọi hôm để đây đâu rồi? Sao giờ không thấy thế? Hay là hết bột, chồng mình đem đi xay rồi? Đúng lúc cần mà lại hết thế này. Ôi trời ơi, thì ra là một con chuột, làm mình hết cả hồn. Còn dám chạy vào kho nữa à? Tao phải vào trong bắt bằng được mày mới được. Mày đâu rồi? Có giỏi thì ra đây tao xem nào. Ơ, bao bột kìa. Sao Joseph lại mang bao bột vào đây để nhỉ? Lâu rồi mình không lấy bột đi xay, nên tưởng vẫn để ở trong bếp chứ. Làm mình cứ tưởng hết rồi. Chà, bột vẫn còn nhiều quá. Lão ấy đi xay lúc nào mà mình không biết nhỉ? Mình lấy trước một mẻ, nhào xong rồi lại lấy tiếp vậy. Lấy bột để nhào tiếp nào. Ơ kìa, rõ ràng mình vừa lấy đi bao nhiêu, sao giờ lại đầy ắp thế này? Lão Joseph không có ở nhà, làm gì có ai đổ thêm bột vào chứ? Không lẽ bột tự đầy lên được? Có chuyện vô lý thế sao? Hay có người nào tốt bụng để bột cho mình? Mà chuyện đó còn vô lý hơn nữa. Ai mà vào được trong kho nhà mình ngoài 2 vợ chồng chứ? Phải thử một lần nữa mới được.
Trời ơi, không thể tin được. Có phép màu nào đó đã khiến bao bột đang vơi trở thành đầy. Chắc là lão Joseph biết chuyện này nên cố tình giấu bao bột vào đây, còn tranh phần đi nhào bột nữa chứ. Được lắm, dám giấu giếm sau lưng tôi à. Khi nào anh về thì biết tay tôi. Sao? Mình biết chuyện rồi à? Phải, tôi phát hiện ra rồi. Anh định giấu tôi đến bao giờ hả? Nói xem, tại sao bao bột lại trở nên thần kỳ như thế? Có bảo bối gì thần kỳ giấu tôi đúng không? Tôi không nói được, nếu nói ra cả nhà mình sẽ chết đó. Cái gì mà nói ra sẽ chết? Anh lừa trẻ con đấy à? Có nói ra không thì bảo. Mình phải tin tôi chứ. Tôi nói thật đấy, tôi đã hứa với người ta là không tiết lộ bí mật rồi. Mình cứ có bột ăn no đủ là tốt rồi, cần gì phải truy tìm nguyên do làm gì. Không được, tôi không thể vô tư mà sống như thế được. Nếu không biết được chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ tức chết mất. Khổ quá, nhưng tôi thật sự không nói được. Rõ ràng là anh muốn giấu tôi, chứ tôi là vợ anh, biết được thì có làm sao đâu. Nếu như anh không chịu nói, tôi sẽ bỏ đi khỏi cái nhà này, cho anh một mình ôm cái bao bột ấy đấy. Kìa Minh, đừng thế mà. Tôi nói thật đấy, anh có nói không? Nếu không, kể từ ngày mai anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu. Thôi được rồi, tôi nói. Có thế chứ. Mau, nói tôi nghe xem nào. Chuyện là thế này. Ra là nhờ ba hòn sỏi trong bao bột ư? Thế mà tôi cứ tưởng có bảo bối gì ghê gớm lắm. Đó, chuyện chỉ có thế thôi mà mình cứ bắt tôi phải nói ra. Ừ, nhưng có ba hòn sỏi thôi mà đã thần kỳ thế rồi. Chắc chắn tay đạo sĩ đó còn nhiều bảo bối quý hơn nữa. Hay là mình thử đến gặp hắn hỏi xem sao, biết đâu xin được bảo bối biến ra vàng. Thôi, bao nhiêu bột mì như thế đã đủ khiến nhà mình sung túc đến dạ rồi. Mình còn muốn hơn nữa làm gì? Sao lại không làm gì? Anh đúng là ngu ngốc, không biết tận dụng. Biến ra bột mì thì ăn nhầm gì? Phải biến ra vàng hoặc bạc, như thế nhà ta mới giàu được. Không được đâu, với lại tôi biết ông ta ở đâu mà tìm. Joseph, ngươi đã hứa với ta thế nào? Tại sao lại tiết lộ bí mật này? Ngươi muốn cả nhà ngươi phải chết đúng không? Dạ, tôi chỉ nói cho mình vợ tôi biết thôi. Cô ấy sẽ không nói với ai đâu, phải không mình? Dạ, vâng, tôi thề sẽ không tiết lộ nửa lời. Ngươi đã vi phạm giao ước, ngươi sẽ bị trừng phạt. Xin ông hãy tha mạng cho vợ tôi, cô ấy không có lỗi gì cả, hãy trừng phạt một mình tôi thôi. Mình chỉ vì không tin mình mà thành ra cớ sự này. Thôi được rồi, nể tình ngươi là một người tốt nên nhà ngươi sẽ không ai chết cả. Nhưng cái bao bột của ngươi sẽ bị trống không, và cuộc sống của vợ chồng ngươi sẽ không được hòa thuận như trước nữa. Đó là bài học cho kẻ không biết giữ lời hứa. Hãy nhớ đấy. Ôi trời ơi, bao bột của tôi. Tất cả là tại cô đấy. Cô đã vừa lòng chưa? Tất cả vì cái tính tham lam tò mò tọc mạch của cô. Tại anh thì có, sao anh không biết giữ bí mật hả? Giờ còn đổ lỗi cho tôi. Giờ thì chẳng còn bột mà ăn nữa. Đúng là mụ đàn bà vô dụng. Cái gì? Anh dám chửi tôi à? Theo lời đạo sĩ, bao bột của Joseph bỗng trở nên xẹp lép, còn vợ chồng anh thì cãi vã không ngừng. Cuộc sống cũng đầy ắp rủi ro từ đó. Say nắng. Anh à, anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà.
Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn, nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à? Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội cô Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có Cai Ngân vợ con, nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước, có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố, con trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh. Trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa. Vợ con... Cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương. Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi. Bố! Con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau.
đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À, ánh sáng của tình bạn. Lizzy, hãy lấy nó đi nào. Nào, hãy tới đây, Lizzy. Nào, Lizzy. Lizzy, mày bị sao thế? Rất tiếc, võng mạc của chú chó đã bị thoái hóa, kéo dài lâu ngày, dẫn đến tình trạng bị mù. Bị mù ư? Nào, làm quen đi nhé. Đây là Max, cậu bé sẽ đến ở với chúng ta. Còn đây là Lizzy, chú mày ở đây chơi nhé, ta phải đi đây. Khu vườn đẹp thật, lại còn rộng nữa chứ. Này, cậu ra đây chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Này, cậu, đừng có làm phiền tôi. Trời đẹp như vậy, cậu đừng ngủ nữa, hãy ra kia chơi cùng tôi đi. Đã nói là đừng làm phiền tôi cơ mà. Mù lòa như tôi thế này, đến đường đi còn không nhìn thấy, thì còn chơi gì chứ. Cậu bị mù ư? Đúng vậy, đến cả cậu chủ giờ cũng chán tôi rồi. Cậu ấy mang cậu về để thay thế tôi đó. Cậu cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi làm gì. Tôi không biết là cậu không nhìn thấy gì, nhưng điều đó có làm sao cơ chứ. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Làm bạn với tôi thì có tác dụng gì đâu. Tôi chẳng thể vui chơi, chẳng thể đồng hành cùng cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ là đôi mắt của cậu, đồng hành cùng cậu. Lizzy, đi theo ta nào. Cậu chủ mang Lizzy đi đâu thế? Max ở nhà nhé, ta đưa Lizzy đi ra ngoài một lát. Cậu ấy đưa Lizzy đi đâu mà lâu về thế không biết. Cậu chủ và Lizzy đã về rồi. Lizzy đâu rồi? Mày hỏi Lizzy sao? Một người bạn của ta đã nhận nuôi Lizzy, nên ta đã đem Lizzy đi rồi. Lizzy sẽ được nuôi nấng tốt thôi. Max, đến giờ ăn tối rồi. Quái lạ, nó đâu rồi chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Max, mày ở đâu? Là của Max đây mà. Liệu có phải nó nhớ Lizzy quá mà đi tìm không nhỉ? Max, Lizzy. Tớ thật sự xin lỗi. Có lẽ tớ nên mang Lizzy về. Vì thiếu Lizzy mà Max đã bỏ ăn bỏ uống để tìm đường đến đây. Lizzy cũng chẳng thiết ăn uống gì cả, cứ ủ rũ suốt ngày. Tình bạn của chúng thật đáng quý. Tớ cũng nghĩ là không nên tách chúng ra. Chúng thật sự nên ở bên cạnh nhau. Hãy theo tôi nhé, tôi sẽ dẫn bạn về. Về ngôi nhà của chúng ta nào. Những vị khách đặc biệt. Jimmy, đi học thôi con. Con thấy đi học có vui không? Các bạn ở lớp thế nào?
Nè, cậu ấy thật kỳ lạ phải không? Tớ nghe nói cậu ấy bị bệnh tự kỷ đó. Anh à, Jimmy nhà ta không chơi với ai ở lớp cả. Em thật sự rất lo cho thằng bé. Em đừng lo lắng, thằng bé cần có thời gian thích nghi. Dạ, em biết, nhưng mà... Với lại, em không nhớ lời bác sĩ Lily đã dặn sao? Căn bệnh tự kỷ này, để chữa khỏi, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Mà anh này, sắp đến sinh nhật của Jimmy rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc và mời bạn cùng lớp của Jimmy tới dự. Anh thấy thế nào? Đó cũng là một ý hay đó. Hy vọng là như vậy, có thể khiến Jimmy làm quen với đám bạn và thằng bé sẽ không cảm thấy đơn độc nữa. Chào các cháu, thứ bảy này là sinh nhật của bạn Jimmy. Cô mời các cháu đến tham dự cùng Jimmy cho vui nhé. Là sinh nhật Jimmy à? Đúng vậy, sẽ có bánh to lắm đấy. Các cháu nhớ đến nha. À, vâng, thôi chúng cháu về đây ạ. Bánh đã tới rồi đây. Hôm nay con chính là nhân vật chính của bữa tiệc đấy nhé, con trai. Chà, vậy là đã hoàn tất, chỉ còn chờ các bạn con tới nữa thôi là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Ôi, cuối cùng thì cũng có người tới, để em ra mở cửa. Bác sĩ Lily, tôi thật sự đã thất bại rồi. Tôi không thể giúp đỡ con mình, khiến thằng bé bị xa lánh vì bị bệnh. Bọn trẻ, không ai tới dự sinh nhật của Jimmy cả, không ai quan tâm tới thằng bé cả. Chắc có lẽ do mẹ không ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình, cho nên các bạn không biết đường tới. Cũng muộn rồi con à, bữa tiệc của chúng ta phải kết thúc thôi. Muộn thế này rồi, ai còn đến nữa chứ? Ồ, bác sĩ Lily, mọi người, có chuyện gì vậy ạ? Anh chị không định mời chúng tôi vào nhà sao? Chúng tôi tới đây để dự sinh nhật bé Jimmy mà. Các bạn thật sự đến dự sinh nhật con chúng tôi sao? Các bạn là những vị khách mà chúng tôi không ngờ tới nhất. Chúng tôi đã được xem ảnh và câu chuyện của cậu bé trên Facebook của bác sĩ Lily. Cậu bé thật sự rất đặc biệt và đáng yêu. Không có cớ gì mà cậu bé không nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật của mình. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Nào, giờ thì mời mọi người vào nhà thôi. Jimmy à, các cô các bác đến dự sinh nhật con này. Chúc mừng sinh nhật cháu. Cậu bé, sinh nhật vui vẻ nha. Giỏi quá. Hoan hô Jimmy. Tình bạn của gà tía. Tôi còn vợ dạy, con thơ ở nhà. Xin bác hãy tha cho tôi đi. Gà tía ơi, cậu hoàn hồn lại đi, con rắn đi rồi. Ôi trời, lại một con diều hâu ư? Cậu đừng có sợ, tớ là người tốt đến cứu cậu đấy. Không có tớ thì cậu đã làm mồi ngon cho con rắn kia rồi. Sao? Cậu cứu tôi á? Đúng vậy, tớ bay qua đây, thấy cậu sắp nguy khốn, tớ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu không tin chứ gì, cũng phải thôi, bởi xưa nay chúng tớ là kẻ thù của dòng họ nhà cậu mà. Nhưng chuyện ấy đã xưa lắm rồi, chúng tớ bây giờ luôn coi loài gà các cậu là bạn hữu thân thiết. Cũng phải nhỉ,
Nếu không thì cậu đã bắt gọn tôi rồi. Chứ còn gì nữa. Thôi nào, có duyên mới gặp đấy. Chúng ta kết làm anh em nhé. Làm bạn với tớ. Từ nay cậu khỏi sợ khối đứa bắt nạt đấy. Đồng ý. Cảm ơn cậu diều hâu tốt bụng. Mai có cậu đấy. Không thì tôi đây đã mất mạng. Mấy hôm sau, này anh kia, anh đến đây làm gì? À, tôi là bạn thân của gà trống tía. Tôi đến thăm anh ấy đây mà. À, anh diều hâu, anh đến rồi đấy à. Đấy, anh thấy chưa? Chúng tôi thân thiết lắm. Đúng thế anh mèo ạ, à, không phải người lạ gì đâu. Chúng tôi là chỗ thân thiết đấy. Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận đấy. Không đâu, anh không biết rồi. Mạng này của tôi là nhờ anh diều hâu cứu đấy. Thôi, tôi dẫn anh ấy đi thăm thú chút đây. Tôi mất thằng cháu bé rồi. Con ơi, con ở đâu? Út ơi, con ơi, con ở đâu? Nhà chị thế mà đoán. Thôi, đừng quá đau buồn. Chắc nó đi lạc rồi lại về ấy mà. Anh diều hâu nói đúng đấy. Chắc nó đi lạc rồi lại về thôi mà mình. Mấy hôm sau, không thấy thằng Ba và thằng Tư đâu nữa rồi mình ơi. Cậu phải chú ý trông nom lũ trẻ chứ tía. Thôi được, tôi sẽ hỗ trợ cho. Đi ngay, đồ chim cắt độc ác. Anh diều hâu tốt bụng quá. Tôi mất bốn cháu bé rồi. Ôi trời ơi, các con của tôi. Đứa độc ác nào đã bắt mất cả thằng hai đi rồi. Mày đã xơi chúng vừa đấy. Tao xơi hai con rồi. Còn hai con tao nhốt trong hốc cây đằng kia phần mày đấy. Được lắm. Kẻ nào tàn ác quá. Ôi con tôi. Ba, mẹ. Ôi con tôi. Thằng diều hâu chỉ đường cái thằng cắt đấy. Anh chị cứ tin nó cho lắm vào. Đã thấy tai họa chưa? Nào có ai ngờ được. Mồm nó dẻo quẹo mà tâm nó thì gian tà. Độc ác quá. Vợ chồng tôi cả tình quá nên mới bị nó lừa. May mà có anh mèo biết rõ. Hiểu ra bây giờ cũng đã là muộn. Nhưng anh chị nên rút kinh nghiệm, dạy cho con cháu mình nữa. Muôn đời diều hâu vẫn là kẻ thù của gà thôi. Đừng vì những lời ngọt nhạt mà mắc mưu kẻ xấu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.